tiết lộ món quà bí mật mà Việt Nam tặng Cuba khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Mến chào quý vị đang đến với kênh Triết Lý Tinh Hoa. Quý vị thân mến, dù cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng tình cảm gắn bó giữa Việt Nam và Cuba chẳng khác nào anh em ruột thịt một nhà. Nếu như Cuba nổi tiếng với câu nói, vì Việt Nam chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, thì để đáp lại, Việt Nam cũng không ngần ngại giúp đỡ Cuba. Lúc Cuba khó khăn nhất, họ đã cầu cứu thế giới nhưng không một quốc gia láng giềng nào dám giúp đỡ, bởi họ sẽ đắc tội với người anh cả là Mỹ. Chỉ duy nhất có Việt Nam, dù khi đó chúng ta cơm ăn chưa đủ no, áo mặc chưa đủ ấm, nhưng Việt Nam vẫn hiên ngang giúp đỡ Cuba để người anh em vượt qua khó khăn. Thậm chí chúng ta còn bí mật tặng món quà này cho Cuba mà chẳng sợ Mỹ phiền lòng, gây khó dễ. Vậy cụ thể món quà đó là gì? Việt Nam đã giúp Cuba như thế nào? Hãy cùng Triết Lý Tinh Hoa đi tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị thân mến, nhắc tới quan hệ Việt Nam-Cuba là nói đến mối quan hệ truyền thống đặc biệt, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Sự gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp của thời đại, đấu tranh vì độc lập tự do và giải phóng dân tộc đã tạo nên sự đồng cảm, thấu hiểu giữa hai dân tộc ở cách xa nhau nửa vòng trái đất, tạo nên nghĩa tình đi qua 60 năm thăng trầm của lịch sử, vượt cả giới hạn, quy tắc thông thường trong quan hệ quốc tế. Trong những năm 50 của thế kỷ trước, hòa chung dòng chảy không thể đảo ngược của phong trào đấu tranh chống thực dân và giải phóng dân tộc, Việt Nam có chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội địa cầu năm 1954, Cuba cũng có chiến thắng ngày 1 tháng 1 năm 1959 của nhân dân Cuba, một trong những sự kiện có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Mỹ Latin trong thế kỷ 20, làm thay đổi cục diện chính trị của khu vực. Không lâu sau cách mạng thành công, ngày 2 tháng 12 năm 1960, Cộng hòa Cuba đã trở thành nước đầu tiên ở Tây Bán Cầu thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây không chỉ là sự kiện trọng đại trong quan hệ giữa hai nước, mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với chính phủ Việt Nam non trẻ. Vượt qua khoảng cách địa lý và hoàn cảnh khó khăn, Cuba đã kề vai sát cánh, hỗ trợ nhân dân Việt Nam như một người bạn chân thành, một người đồng chí tin cậy. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam, Cuba luôn đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam, là nước đầu tiên trên thế giới công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, chấp thuận phái đoàn đại diện thường trú của mặt trận, bổ nhiệm đại sứ, và là đại diện nước ngoài duy nhất thường trú bên cạnh chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đầu những năm 1960, khi Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đồng thời cắt quan hệ ngoại giao, áp đặt cấm vận thương mại với Cuba, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Fidel, Ủy ban đoàn kết với Việt Nam ra đời. Qua đó, tình cảm đoàn kết với Việt Nam lan tỏa đến trường học, bệnh viện, nhà máy, công trường, các lực lượng vũ trang và toàn thể người dân Cuba, trở thành phong trào rộng lớn trên cả nước với khẩu hiệu tất cả vì Việt Nam. Không một nước nào trên thế giới như Cuba, nơi có hàng nghìn nhà máy, trường học và khu phố mang tên các địa danh, các anh hùng chống Mỹ của Việt Nam. Là lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Fidel cũng tuần hành cùng toàn dân, thể hiện đoàn kết với Việt Nam. Fidel từng đưa ra câu nói nổi tiếng, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Vào thời khắc cam go trong cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam, Fidel đã biến những chuyến công du nước ngoài thành những chuyến vận động chính phủ và nhân dân các nước đoàn kết và ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược. Ngày 16 tháng 9 năm 1973, Fidel trở thành lãnh tụ nước ngoài đầu tiên và duy nhất tới thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Thậm chí, họ đã bán hàng vạn tấn đường, lấy ngoại tệ gửi cho mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, nuôi quân sắm vũ khí đánh Mỹ. Những tấm lòng đó đến hôm nay thì không ít người Việt Nam vẫn còn nhớ. Lúc chiến tranh gian khổ, người Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ chí tình của người Cuba, anh em đồng chí tốt phía bên kia bán cầu. Để có được mối quan hệ sâu sắc như vậy, còn có một lý do khá trùng hợp khác nữa. Việt Nam và Cuba đều có vị lãnh tụ dành cả cuộc đời của mình để mang về độc lập cho dân tộc. Đó là vị Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro. Chính hai vị lãnh tụ vĩ đại này đã chung sức đồng lòng, đặt những viên gạch nền móng đầu tiên gắn kết hai anh em sinh đôi ở Đông Bán Cầu và Tây Bán Cầu, như hai người lính tướng gác cho sự nghiệp hòa bình và bình yên của thế giới. Có thể nói, Bác của chúng ta chính là vị cứu tinh vĩ đại của nhân dân Cuba. Người anh em Cuba hiên ngang vững vàng như ngày hôm nay,
một phần nhờ vào công ơn rất lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác đã không ngại khó ngại khổ đưa bàn tay giúp đỡ người anh em Cuba khi gặp hoạn nạn. Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, không chỉ với chính phủ Cuba nói riêng mà còn đối với nhân dân đất nước Cuba nói chung. Đây là pha cứu nguy đi vào lịch sử trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cuba. Cuba là một quần đảo xinh đẹp nằm tại biển Caribe. Khí hậu địa phương là nhiệt đới. Dù được điều tiết ôn hòa bởi gió mùa mậu dịch, nhưng Cuba lại nằm trên đường đi của rất nhiều trận bão lớn, khiến cho việc trồng trọt trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, khoáng sản tài nguyên lại vô cùng ít. Vậy nên khi bị Mỹ cấm vận kinh tế, người dân Cuba đã lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, thiếu thốn lương thực trầm trọng, nguyên liệu để sản xuất thuốc men cạn kiệt, rất nhiều bệnh viện thiếu thuốc cho bệnh nhân, rất nhiều trẻ em thiếu đồ dùng học tập để đến trường. Cuba, một đất nước hòa hợp và yên bình, đã rơi vào cảnh thiếu thốn và đổ vỡ trước lệnh cấm vận đơn phương của Mỹ. Các chỉ số sức khỏe của Cuba được xếp ngang hàng với quốc gia phát triển trên thế giới. Họ có tỷ lệ bác sĩ cao nhất trên thế giới. Tất cả người dân Cuba đều được khám chữa bệnh miễn phí. Những bệnh viện ở Cuba không có cảnh bệnh nhân phải chung nhau một giường. Ngày 1 tháng 7 năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức xác nhận Cuba trở thành quốc gia đầu tiên đã thành công trong việc ngăn chặn virus HIV từ mẹ sang con, một thành tựu y học thế kỷ. Người dân Cuba được đi học miễn phí, bảo tàng và triển lãm đều miễn phí và miễn thuế thu nhập cá nhân. Ấy vậy mà bằng những mưu đồ chính trị và thái độ thù địch, những người cầm quyền tại Nhà Trắng đã cấm vận Cuba vô cùng hà khắc. Từ đó, nhiều cơ sở y tế của Cuba thường xuyên bị thiếu hụt thuốc men, cũng như các loại trang thiết bị y tế thiết yếu. Cuba từng có thể sản xuất thuốc chất lượng cao như thuốc interferon cho bệnh ung thư, cùng các bệnh nhiễm virus khác. Vào thời điểm đó, chỉ có 8 nước công nghiệp có thể sản xuất được loại thuốc này. Nhưng sau lệnh cấm vận của Mỹ, tất cả đã không còn. Người dân Cuba thiếu lương thực trầm trọng, cơ sở hạ tầng xuống cấp do thiếu nguyên liệu bảo dưỡng. Hoa Kỳ lần đầu tiên áp dụng lệnh cấm vận vũ khí cho Cuba vào ngày 14 tháng 3 năm 1958. Liên tiếp sau đó là hàng loạt lệnh cấm vận với đa số các mặt hàng thiết yếu như nguyên liệu sản xuất và cấm vận kinh tế. Những lệnh cấm vận này đã đi ngược lại quyền bình đẳng chủ quyền của các quốc gia. Câu nói trên đã được Hội đồng Liên Hợp Quốc không ngừng nhấn mạnh. Trước tình cảnh khốn khó đó, tại phía cực đông của bán cầu, Việt Nam ta dẫu gặp nhiều khó khăn gian khổ, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta nhận định rõ, Việt Nam Cuba tuy hai là một, cùng chia ngọt sẻ bùi, bát cơm sẻ làm đôi, khó khăn hoạn nạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Bác đã cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo huy động hàng tấn hàng hóa, bao gồm cả gạo nhà trồng được, nguyên liệu sản xuất thuốc men và đồ dùng sinh hoạt. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tuyên bố rằng Việt Nam và Cuba là hai người anh em. Khi Cuba ngủ thì Việt Nam thức để canh gác, và khi Việt Nam ngủ thì Cuba thức để bảo vệ, không ngần ngại hay e dè thái độ của các nước lớn. Có thể nói, hai nước thật sự là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị lớn lao giữa các dân tộc khác nhau trên thế giới. Cùng lúc đó, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, Mỹ lại càng siết chặt cấm vận. Cuba nay phải đương đầu với muôn vàn khó khăn chồng chất khó khăn. Việt Nam ta với truyền thống lá lành đùm lá sách, dù còn nhiều khó khăn trong nước, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo đảng của nước ta vẫn liên tục gửi lương thực và hàng cứu trợ đến Cuba, giúp bạn lúc khó khăn hoạn nạn, giống như cách bạn đã giúp ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện tình đoàn kết dân tộc giữa hai nước. Kế thừa và phát huy truyền thống cao đẹp đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó đến nay, Việt Nam tiếp tục viện trợ lương thực, thực phẩm, máy móc và trang thiết bị giúp nước bạn, đồng thời tích cực vận động các quốc gia trên thế giới kêu gọi Mỹ bỏ bao vây cấm vận Cuba. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng gần đây đã phát biểu, Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thù địch và lệnh cấm vận đơn phương và kinh tế tài chính chống Cuba. Các biện pháp bao vây cấm vận trong gần 60 năm và được thắt chặt trong thời gian qua chỉ làm trầm trọng hơn các khó khăn kinh tế xã hội của nhân dân Cuba. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, ở thời kỳ đặc biệt với nhiều thách thức khó khăn, khi họ tiến hành đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam đã chân thành chia sẻ với Cuba về kinh nghiệm đổi mới thông qua Ủy ban Liên Chính phủ hai nước. Việt Nam duy trì cung cấp gạo ổn định đến cho Cuba.
triển khai một số dự án hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lương thực và thủy sản tại chỗ, cùng một số chương trình hỗ trợ và hợp tác thiết thực khác. Tuy những hành động này là nhỏ, không thể so bì với cả chục tỷ đô trong kế hoạch Maslow của Mỹ bơm sang châu Âu về mặt giá trị, nhưng sự giúp đỡ tương trợ lẫn nhau lúc hoạn nạn giữa Việt Nam và Cuba là không phụ lợi, chân thành và vô cùng quý giá. Hiếm có mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà đoàn kết như anh em một nhà, như Việt Nam và Cuba. Tất cả đều được kế thừa phát huy từ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro. Nhân dân Việt Nam với đạo lý uống nước nhớ nguồn và tình cảm xuất phát từ trái tim dành cho Cuba đã nhiều lần bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ nhiệt tình đối với nhân dân Cuba anh em. Mới đây, trên mạng xã hội TikTok cũng đã nổi lên một đoạn video ghi lại tàu chở gạo của Việt Nam vào cảng Havana, mang theo trên đó là hàng ngàn tấn gạo mà Việt Nam viện trợ cho người đồng chí của mình. Để đáp lại, Cuba cũng đã chào đón bằng nghi lễ cấp quốc gia đặc biệt. Nhiều người dân đã kéo ra xem và ủng hộ nhiệt tình. Trong trái tim nhân dân Việt Nam, câu nói của lãnh tụ Fidel Castro, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, đã trở thành bất hủ và là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết anh em gắn bó, thủy chung giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước. Câu nói trong cuộc meeting tại quảng trường cách mạng Joe Marti ở La Habana ngày 2 tháng 1 năm 1966 đã thể hiện tình cảm ruột thịt, sự sẵn sàng hy sinh, sẻ chia của Cuba đối với người đồng chí, anh em Việt Nam. Ngay sau ngày cách mạng Cuba thành công, tức mùng 1 tháng 1 năm 1959, Cộng hòa Cuba là quốc gia Mỹ Latin đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Mối quan hệ tốt đẹp ấy được khẳng định bằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó nổi bật là chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2018 và chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc năm 2021. Lãnh đạo cấp cao Cuba cũng thường xuyên thực hiện các chuyến thăm đến Việt Nam, mà gần đây nhất là vào năm 2018. Nhân dịp kỷ niệm sự kiện lãnh tụ Fidel Castro, khi đó là Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba, tới vùng đất vừa được giải phóng ở Quảng Trị cách đây 50 năm, ngày 24 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Cuba đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài 5 ngày, theo lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đạt nhiều thành tựu. Trong đó, nhiều dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài và liên doanh giữa hai nước đã được thiết lập và đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp quan trọng của Việt Nam quan tâm đến thị trường Cuba và đã đến Cuba để tìm cơ hội hợp tác đầu tư. Mùng 1 tháng 4 năm 2020, Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba chính thức có hiệu lực với nhiều cam kết ưu đãi thương mại mới, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp hai nước và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa song phương. Hai nước cũng ghi nhiều dấu ấn trong các dự án hợp tác về nông nghiệp, hợp tác về vaccine, hợp tác về dầu khí, hợp tác về giáo dục hay hợp tác về viễn thông, xây dựng hạ tầng du lịch. Trong lĩnh vực ngoại giao đa phương, Việt Nam và Cuba duy trì quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Gần đây, Việt Nam ủng hộ Cuba ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2021-2023, tích cực thúc đẩy, hỗ trợ Cuba ký kết hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á. Cuba đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam nhất quán ủng hộ việc chấm dứt bao vây, cấm vận kinh tế, tài chính chống Cuba. Hơn 60 năm qua, dù tình hình thế giới và khu vực có những biến đổi sâu sắc, với những diễn biến phức tạp khó lường, song Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn kiên trì và quyết tâm đưa mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, nhằm kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp mà hai dân tộc đã dày công vun đắp. Phấn đấu đưa quan hệ hai nước trở thành mối quan hệ đặc biệt không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ tình cảm sâu sắc và những sự giúp đỡ vô giá nhân dân Cuba đã dành cho mình. Thực tiễn những năm qua đã chứng minh rằng chủ trương đó luôn được bảo đảm và thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đó cũng là minh chứng sống động nhất, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, mãi mãi là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa quốc tế trong sáng vô tư và thủy chung, là niềm tự hào của những thế hệ sau này của nhân dân hai nước, đồng thời được xây dựng vun đắp từ tình cảm, trí tuệ và sức lực của hai dân tộc, được thử thách qua những năm tháng khó khăn nhất của lịch sử quan hệ Việt Nam-Cuba, đã trở thành tài sản vô giá và là nguồn cổ vũ lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở hai quốc gia. Trong phần cuối của video, Triết Lý Tinh Hoa xin gửi tới quý vị câu chuyện ý nghĩa mang tên Chia Đất. Cô bác hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. Nhà Cúc tại ngã ba, đoạn nữa là ra ruộng. Căn nhà ba gian cũ kỹ, di sản của ba má Cúc lận đận cả đời mới dựng được. Ngày ba còn sống, vườn tược quanh nhà lúc nào cũng sạch bong. Từ ngày ba chết, cỏ tranh đua nhau mọc lên như một vùng lau sậy che khuất một phần căn nhà của Cúc. Sáng sáng, quán cà phê bên kia ngã ba nhìn qua cứ bản ra tán vào. Nào là rắn rết sẽ bò vào nhà, nào là Cúc phải lấy chồng để có người phát hoang, và cuối cùng là câu mà ai cũng thích, đất này chia lô ra bán bộn tiền. Nói nào ngay, từ ngày xí nghiệp hột điều mở ra trên lộ, nông dân trẻ tuổi từ đâu kéo nhau ùn ùn về đây làm công nhân, nên là quán xá, nhà trọ mọc lên như nấm. Đường giao thông nông thôn trước kia lầy lội, bây giờ được đắp đất đỏ au, cao ráo. Chẳng hạn con đường trước nhà Cúc, lâu lâu lại có chiếc xe hơi chạy qua. Mỗi lần như vậy, cả xóm đều kháo nhau rằng có người bán đất chứ xe hơi vô xóm làm gì. Mà nghĩ cũng ngộ, đất mình bán đi là mất vĩnh viễn, tiền bạc có tàn tiện 2-3 năm cũng hết. Vậy mà ai bán đất cũng mừng, cả xóm cũng mừng. Đất đây là đất ông bà, có những lô đất thậm chí còn đành bốc mộ ông bà để được tròn trịa, có giá. Vậy bán đất là bán linh hồn ông bà mình rồi. Giá đất bây giờ cứ lên vùn vụt. Chú hai, anh bảy vừa bán hôm qua mà hôm nay đã đòi cắn lưỡi vì cô ba dì mười bán giá cao hơn. Đó là những lô đất phía dưới gần ra ruộng, chứ cỡ như đất nhà Cúc thì giá phải biết. Hôm dậy có mấy tên cò trên tỉnh xuống, xả đò vào uống cà phê rồi ngó qua nhà Cúc, áng chừng mà chảy nước dãi. Cúc có 5 anh em, các anh trai và chị gái lưu lạc, mưu sinh tứ xứ. Cúc ở với má. Bà Năm, má Cúc, lúc nào cũng quẩn quanh với đàn heo, đàn gà. Thỉnh thoảng mấy bà hàng xóm đến chơi, ngồi đánh tứ sắc, tối nghe má than mỏi lưng. Cúc đấm bóp cho má, mà mừng, vậy là ngày đó má vui. Ngày ngày Cúc làm công nhân, đi từ sớm đến tối mịt mới về. Cúc thích làm đến tối mịt vì được tiền tăng ca. Thỉnh thoảng có ngày chủ nhật cũng làm tuốt. Thấy con vất vả, người mảnh khảnh nhỏ thó mà tuổi càng chất chồng, bà Năm hỏi chừng. Cúc à, chỗ làm không có bạn trai sao con? Không má à, mấy đứa con trai tay chân cứng cáp, không phù hợp công việc, công ty chỉ nhận nữ thôi. Cúc trả lời lơ đãng, bà Năm ngó ngang, cố nén tiếng thở dài. Tại bà Năm không biết nên lo xa, chứ dạo này có anh chàng gốc gác miền Trung di dân vào đây sau những đợt lũ lụt đang trọ ở xóm trên. Thỉnh thoảng gặp Cúc thốt ra những lời trọ trọ không đầu không cuối. Thường ngồi quán cà phê lơ láo nhìn Cúc mỗi bận đi về. Ban đầu Cúc thấy khó chịu nhưng xiết rồi quen, rồi hôm nào không thấy lại man mác buồn buồn. Những việc như vậy bà Năm không biết, lý do không ra khỏi nhà. Nhưng quán cà phê người ta biết, vì anh chàng nọ hay nói gần nói xa. Hôm bà Năm bệnh nằm suốt ngày, cứ nhìn quanh căn nhà vắng ngắt, nhìn Cúc lủi thủi ra vào một mình, bà ứa nước mắt rồi gọi Cúc đến mà rằng: Cúc này, kỳ đám dỗ ba mày, anh em mày về đủ, tao chia phần đất này, để tao có chết anh em bay khỏi giành giật rồi hằn học lẫn nhau, mày thấy thế nào? Cúc liền nói: Thôi má à, chừng nào chết hãy hay, bây giờ còn sống sờ sờ, chỉ chắc người ta cười cho. Hỏi là hỏi vậy chứ hổm dày, bà Năm suy nghĩ lung lắm, tại bà giấu Cúc đó thôi. Và lại, mấy bà bạn tứ sắc cứ bàn tới bàn lui, bà thấy lo. Dù bà sợ sau này bà chết,
Cúc biết ở với ai. Cúc là con gái, biết đâu mấy anh của nó lấy lại nhà đất cho nó ra gì. Nghĩ vậy thôi, chớ bà hiểu tâm tính con trai bà, chỉ sợ mấy đứa con dâu toàn là người thành thị, cũng mẹ mẹ con, cũng chị em mà sao tình cảm cứ linh láng như nước ruộng. Mấy ngày sau khỏe, bà lên lộ nhờ gọi điện nhắn các con. Về đám dỗ kỳ này, má chia đất. Dỗ ba Cúc vào những ngày cận Tết. Năm đó, ông chết nôm na vì bệnh, nhưng vào thời điểm đó, người ta lo chống đói hơn chống bệnh. Cho dù bà Năm cố vất vả tần tảo cũng chỉ lo được xăm ba hộp sữa và vài viên thuốc còn con. Rồi ông ra đi thanh thản, bà ở vậy nuôi con cho tới khi chúng trưởng thành. Đã gần 30 năm rồi còn gì. Gần 30 lần dỗ ông với những lần cảm xúc khác nhau. Bà nhớ ngày con còn nhỏ, ngày dỗ ông chúng quây quần bên bà. Những năm sau này, ngày dỗ ông thế nào cũng có đứa viện cớ công việc. Nhưng dỗ ông lần này bà vui lắm. Cháu con về đông đủ, mới tờ mờ mà thấy có mặt trọi trơn. Cô con dâu thứ hai lâu lắm nay mới về quê chồng, dạng mắt nâu môi trầm, trông giống diễn viên ngủ ngộ, dắt theo thằng con lon ton. Rồi mẹ thằng bé biểu nó đến nội. Bà nội ngồi xuống giang tay đón cháu. Thằng bé nhìn bà lạ lẫm sợ sệt, thụt lùi về phía mẹ khóc thét. Nghĩ cũng tệ, bà cháu mà chẳng nhận ra nhau, không gần gũi đã trở nên xa lạ. Mấy năm đầu, anh hai lấy vợ, thỉnh thoảng anh lên rước bà về thành phố chơi. Nhà thành phố bó rọ, suốt ngày bà chỉ lúng túng bước ra bước vào. Mỗi lần bà phun bã trầu vào lon, nếu vô ý làm văng vài giọt, tức thì con dâu lấy rẻ lo tới lo lui, làm bà ngại quá chừng. Rồi từ đó bà ít lên thành phố. Thỉnh thoảng cô con dâu cũng có giả lả rủ dê. Ngoài căn nhà dành làm hương hỏa, khoảng đất bên hông chia ra làm năm được hiển thị bằng những trụ xi măng trắng xóa, nhìn xa xa giống như đoạn ruột bị cắt khúc. Sau khi mà khách khứa dự dỗ ra về, giây phút trọng đại mà mọi người chờ đợi trong ngày đã đến. Bà Năm kêu con xuống lại, rồi bà nói tại bà nghèo không có của để bảo bọc cho con, mặc cho mỗi đứa tha hương tứ tán. Bây giờ chỉ có khoảng đất bên hông, bà muốn chia cho các con, gọi là kỷ niệm của cha mẹ. Nghe nói, anh hai ngồi khóc tù, anh bảo rằng phận anh là trai mà không lo cho má, phải cậy nhờ đến em, vậy mà bây giờ về đây chia của, nên xin không nhận phần đất má cho. Anh hai có tật rượu vô hay khóc, sẵn dịp khóc ngon. Chị hai nghe vậy lườm rồi nói, chồng con say nên nói vậy, chứ đây là kỷ niệm của ba má, chúng con xin nhận để con của con sau này biết cội nguồn mà về. Bà Năm nghe vậy gật gù. Các anh, các chị khác cũng nói vài câu, nôm na là thương má, thương em, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà tất thầy đều phải nhận. Riêng Cúc chẳng nói lời nào, mà Cúc thì có gia đình đâu mà biết hoàn cảnh. Nếu Cúc nói, người ta sẽ nói Cúc được dịp kể lể. Cúc chỉ ngồi ngẫm mà ngại. Rồi anh chị ai cũng về nhà nấy. Riêng Cúc phải đối diện hàng ngày với những trụ xi măng trăng trắng, phân cách vô hồn và những lời hàng xóm độc miệng. Chiều đó, anh em về hết, Cúc thấy má buồn, mà Cúc cũng buồn. Tại má không nói ra, chứ chắc má là người buồn hơn Cúc. Má đâu tiếc của, chỉ tiếc sợi dây ruột thịt vô hình lỏng ra. Sau đó chiều, má tựa cửa nhìn ra, nhớ thằng hai, má nhìn lô đất ngoài bìa. Nhớ cô ba, má nhìn lô đất kế bên. Rồi khi nhìn đến lô đất kế nhà, má thấy thương Cúc chín ruột. Tội nghiệp cho Cúc, từ ngày chia mảnh đất xong thì cổ vẫn lủi thủi mỗi bận đi về. Anh chàng có giọng trọ đã biệt tâm, không còn đứng nhìn cô lơ láo. Lòng dặn lòng không buồn, nhưng sao Cúc thấy trống vắng, lan man khó tả. Trên quốc lộ bây giờ người ta quy hoạch thành khu công nghiệp. Dân ngụ cư hễ sau những đợt lũ lụt đâu đó lại đổ về đây làm công nhân. Ngày vào xưởng, tối tăng ca, đêm về chu xúc cùng bè bạn trong nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp. Thỉnh thoảng họ ra bưu điện gửi ít tiền về quê. Còn trai gái trong làng, vốn dĩ đã quen cầm cày cầm cuốc,
bây giờ cũng vào công ty ném công việc đồng áng cho người già. Thì cũng phải vậy thôi, chứ bám ruộng mà mần chắc vẫn nghèo kiết xác. Như xã Cúc chẳng hạn, bây giờ nhà nào cũng khá, ai cũng có dream tàu lắng e, chạy loạn xạ y xèo. Tóm lại là nhờ ăn theo phát triển công nghiệp. Khu đất má cho chị ba xây dãy nhà trọ, tháng nào cũng về thu tiền. Mỗi lần như vậy, sẵn dịp thăm mẹ, thăm em. Kể từ ngày chị xây nhà trọ, bà Năm như càng già thêm. Mỗi tối bà thường đóng cửa ngủ sớm. Nói vậy chưa ngủ được đâu, bởi đêm nào cũng ồn ào, náo động do đám công nhân gây gổ, đánh lộn, dù rượt đuổi thình thịch. Có những cặp yêu đương lãng mạn dắt nhau ra sau nhà bà tâm sự thủ thỉ, dù gì, thâu đêm suốt sáng. Bà khó chịu, mở cửa đi ra đi vào, thao thức. Vậy mà mỗi lần chị ba về nhà, thấy con hăm hở với xấp tiền trên tay vừa thu được, bà nói với chị rằng, tụi nhỏ trọ đông, bà cũng vui vui. Nghe đâu anh Tư vừa về khảo sát, anh định xây quán và làm ít phòng karaoke. Bà nghĩ cũng mừng, vậy là con cái đã quay về làm ăn, ít ra còn giúp được gì cho con cho cháu. Riêng Cúc chẳng nói lời nào như vốn dĩ đã có. Cúc chỉ biết buồn, buồn vì anh chị không biết thương má, không nghĩ già cả, má cần yên tĩnh, cứ mừng này chắc má chết sớm. Một hôm Cúc đi làm về, thấy chiếc xe tải đậu trước cửa nhà mà bồi hồi. Nhìn kỹ, Cúc thấy chị hai đang ngồi cạnh má. Chị nói gì với má mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Thấy Cúc, chị vuốt ve rồi nói, Cúc à, chị mắc một số nợ lớn, nếu không trả được, người ta xiết nhà. Lũ ma cô ngày nào cũng đến nhà chị ăn vạ. Hoảng quá, chị về đây xin má cho chị bán đất. Tội nghiệp anh hai, bây giờ cứ như người mất hồn. Cúc im lặng nhìn má, thấy má xốn xang, khắc khổ, rồi má bảo, tội nghiệp, tụi bay làm chi nông nỗi mà nên nợ nên nần. Thôi, bán lẹ lẹ, đặng về trả nợ cho người. Riêng Cúc trộm nghĩ, đất má cho chị cứ bán, hỏi má làm gì. Cũng may là má đồng ý, chứ nếu không chắc chị cũng bán. Vậy là con chị mất gốc, sau này biết nơi nào là quê hương mà về. Mấy ngày sau, bà Năm vẫn không ngủ được, cứ nghĩ đến tình cảnh anh hai mà thương. Cục nghĩ cũng thương anh hai, nhưng là thương ảnh nhu nhược. Nghe chị hai nói, Cúc không dám tin, bởi lúc nào chị cũng giống diễn viên. Sau đó, thủ tục bán đất thực hiện trong vánh trong vài ngày. Anh hai không về, chị hai đứng ra lo hết. Hôm nhận tiền, chị nhét vào túi bà Năm ít tiền trầu cau, tặng Cúc hộp phấn đánh mặt, rồi vội vã ra đi, hứa ngày giỗ năm sau sẽ về. Chiếc xe chạy dần xa tiết, để lại phía sau một vệt khói dài. Hôm bữa, Cúc lên ủy ban có việc, tình cờ gặp lại gã trai ngày xưa hay nhìn Cúc lơ láo. Anh đi cùng chị mập, to gấp đôi anh, ẵm theo đứa bé bụ bẫm. Họ đến làm khai sinh cho con, thoạt nhìn chắc hẳn nó giống gen mẹ. Khi đứa bé gọi ba, Cúc giật mình ngộ ra mọi lẽ. Bây giờ trông anh khắc khổ, không còn nét lãng tử như xưa. Thấy Cúc, anh ngại ngần ra mặt, đôi mắt không còn lơ láo mà đã đau đớn xa xăm. Chính đôi mắt này một thời từng len lỏi vào những giấc mơ của Cúc. Nay gặp lại thấy anh trong tình cảnh sự sùng, Cúc thấy vui vui, vậy là anh chấp nhận sống chung với béo phì suốt đời. Nhưng bù lại, chị mập kia giàu có, nghe đâu có nhiều lô đất mặt tiền. Phải chăng đó là kết quả tối ưu trong cách chọn vợ của anh? Và Cúc hiểu tại sao anh không đợi Cúc mỗi bận đi về sau ngày chia đất. Trên đường về nhà, Cúc chỉ tiếc một điều, giá như đừng gặp lại anh, ít ra Cúc cũng còn một hình ảnh ai đó để lưu lại trong tâm tưởng. Dạo này bà Năm hom hem, lụm khụm, lưng còng xuống cả tấc, giữa nhà không còn một sòng tứ sắc như xưa. Càng già bà càng thương Cúc, mà Cúc bây giờ cũng già nên chuyện chồng con đã trở nên xa xôi. Trong xí nghiệp, trường hợp như Cúc nhiều lắm, suốt ngày tối mặt, dịp nào để quen bạn trai. Bao nhiêu tình thương Cúc dành cho má vì má đang bệnh, chắc gì sống được bao lâu. Trong những ngày này chỉ mình Cúc xoay sở, các anh chị cũng về thăm má nhưng hết thầy đều vội vàng tất tả. Thương con vất vả, một mình đơn độc lo trong lo ngoài, lo thuốc lo cơm, bà Năm nằm ứa nước mắt. Một hôm bà hỏi,
Trách anh chị không con. Cúc trả lời sừng sưng, không má à. Thấy thái độ của Cúc, bà Năm chợt buồn. Vậy là linh cảm anh em của các con bà cạn rồi. Giá như Cúc nói trách anh, trách chị thì ít ra cũng còn nghĩ về nhau. Nhìn thấy má buồn, Cúc muốn má vui. Sau đó, Cúc cứ nhắc anh này chị kia, nhắc xiết, nhắc xiết. Dù bệnh bà Năm ngày một trầm trọng, chi phí bệnh viện ngày càng phát sinh. Sợ con không tiền, phải hỏi vay chật vật, bà biểu Cúc bán lô đất bà cho. Nghe vậy, Cúc thật thà nói với giọng buồn buồn. Con lo được cho má, còn đất má cho, đó là kỷ niệm của má. Con tính từ lâu, sau này má mất, con chôn má ở giữa lô đất rồi con xây mộ. Xung quanh con trồng bông thọ, bông trang, đó cũng là kỷ niệm của con với má. Nghe vậy, bà Năm lặng lẽ nhìn lên trần nhà, những giọt nước mắt từ trên gương mặt cằn cỗi trào ra. Câu chuyện thứ hai, bề người thăm thẳm. Bàn về sáng tác của phái đẹp, các nhà phê bình nữ quyền cho rằng điểm khác biệt về sinh lý, cảm xúc cùng với diễn ngôn phái tính hình thành hành văn nữ, lối viết nữ. Viết về nữ giới, trong cái nhìn nữ, giọng văn của phái đẹp bao giờ cũng chân thực, quặn thắt. Họ viết như viết cho nỗi niềm chính mình. Họ vừa chia sẻ, cảm thông với các nhân vật nữ cùng đối thoại, tranh biện với nam giới về giá trị sống. Sự song trùng cảm xúc này là thế mạnh và nét biệt khác của họ so với các cây bút nam giới. Nguyễn Thị Lê Na là một cây bút thể hiện rất rõ ý thức phái tính và sắc thái nữ quyền trong các sáng tác của mình. Từ Bến Mơ đến Đắng Ngọt Đàn Bà, giọng văn của chị vẫn ấm nồng, mềm mại với những đề tài về tình yêu, cuộc sống gia đình, thân phận người phụ nữ. Và xin giới thiệu tới quý vị chuyện Bề Người Thăm Thẳm của chị. Chị, nếu đàn bà một lần ngoại tình thì con nên tha thứ không? Có chứ. Cô gái trả lời ngay tấp lự, như không phải cho người đàn ông mà như cho chính mình. Vậy nỗi đau đó có trôi đi không? 10 năm, 20 năm có thể quên không chị? Không, đến hết đời, người đàn ông cũng không bao giờ quên nỗi đau bị phản bội. Có điều này chị khuyên em, nếu xác định đã tha thứ sống tiếp với nhau, thì nói hết mọi nhẽ rồi thôi, đừng bao giờ nhắc lại. Cả hai dừng đoạn hội thoại ở đấy. Phim chuyển sang một phân cảnh khác, tim Quyên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện đã qua lâu rồi, sao bị kể sớm tơi tả lên hết. Nhưng im lặng, gặm nhấm cả một đời khó lắm chị. Đúng thế, nhưng nếu nhắc lại, chỉ chiết thì người ta đau lắm, chết dần chết mòn. Nhưng ngày ngày nhìn thấy thực tế, dù cố lắm em cũng muốn phát điên lên. Có phải dễ dàng bỏ công việc, bỏ cơ quan đang làm, bỏ con cái và càng không dễ bán nhà đi nơi khác ở, phải không chị? Nhân vật trong phim lại tiếp tục cuộc đối thoại. Đúng vậy, dễ gì? Thế mà Minh đã bán nhà đi nơi khác. Phương đã bao năm vẫn gặm nhấm nỗi đau. Và Quyên cũng như đang chết dần chết mòn. Đã mười mấy năm rồi, sao cứ như vừa mới hôm qua? Có phải Quyên không thể quên chuyện cũ hay chồng không để Quyên quên? Không muốn truy xuất nỗi đau, không muốn chìm đắm trong nỗi buồn, Quyên tắt tivi, khoác áo bước ra khỏi nhà, chơi vơi một mình. Đến bây giờ, dù vui buồn, khóc cười, giận hờn hay đau đớn, dù bao nhiêu năm đã bào mòn đi mọi thứ, Quyên vẫn không quên cái cảm giác hạnh phúc từng có bên chồng. Quyên nhớ những lần qua phố, lướt qua những xốp quần áo, nghĩ cái này không biết anh ấy có vừa không, không biết là cái kia anh ấy thích không. Quyên nhớ niềm vui sung sướng khi tự tay mình chọn cho Phương từng đôi tất, từng cái quần đùi, từng cái dao cạo sâu. Khi đó, những thứ Quyên mua đều không phải hàng hiệu, không đắt đỏ. Khi đó, Quyên không có nhiều tiền, mỗi lần mua cho anh thứ gì là cứ mừng vui, rưng rưng hạnh phúc. Và rồi, cái thứ hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị ấy chẳng được dài lâu, khi trong một lần đi công tác về, Quyên nhận ra Phương đã biết tự mình chọn mua quần áo hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền. Cô nói đùa mà xót xa, thế là bữa nay anh đã tự chăm mình, em không còn phải lo nữa rồi. Quyên cười, rồi quay mặt nghe lòng mình xe sắt. Rồi một ngày,
cả vụt mất, vụn vỡ, loằng xoàng trong tim khi Quyên vô tình nhìn thấy những chiếc bao cao su nhét sâu trong chiếc vali Phương thường đi công tác. Phương vỗ về Quyên rằng cánh đàn ông hay bày trò thử lửa ghen của vợ. Bọn bạn anh bày trò thử Quyên. Quyên không tin. Nhưng bằng cớ nào, sống biết đâu mà uất ức mãi thì tháng ngày cũng cứ trôi. Cơm áo gạo tiền khiến Quyên không thể vật vã, truy vấn, khóc lóc, tủi hờn. Nhưng chính thứ mù mờ không rõ ràng cụ thể ấy, như một thứ virus ăn mòn dần cảm xúc, niềm tin và tình cảm của Quyên dành cho chồng. Những va chạm nhỏ nhỏ khiến Quyên lúc nào cũng chơi vơi, tranh trao, không cắt nghĩa được. Người ngoài nhìn vào, người ta vẫn nhìn thấy Quyên và Phương là một cặp đẹp đôi. Nhưng giữa hai vợ chồng cứ như là có một khoảng trống vô hình khó gọi tên. Thời điểm đó, Quyên gặp Minh. Một chiều thu lãng đãng, chiếc khăn van màu hoàng yến trên vai Quyên bị tuột khi đi bộ ngược chiều gió và gặp Minh. Minh nhặt nó ân cần quàng lên cổ Quyên. Chị buộc thắt vào, kéo lại bay đấy. Sau này Minh bảo đó là hôm Minh và vợ cãi nhau. Nhưng lần cãi nhau ấy không như những lần trước, không ầm ĩ, không khóc lóc, không van xin. Mỗi người một góc giường. Nó khẽ thôi nhưng đau thấu tận tâm can. Cô ấy bảo, thực ra cô ấy lấy Minh không phải vì yêu. Cô ấy có một chút ngưỡng mộ rồi nhầm lẫn đó là yêu. Người mà cô ấy rung động thực sự chính là người bạn thân của Minh. Minh đã dỗ dục khi nghe lời thú nhận từ người vợ anh yêu thương đầu ấp tay gối. Sau hôm đó, một vài lần chào hỏi nhau ở cầu thang tòa nhà hành chính nữa, hai người thành bạn. Rồi mới biết nhà Quyên và Minh cách nhau chỉ một con đường nhỏ, nếu mở cửa sổ sẽ nhìn thấy nhau. Quyên đã 33 tuổi, cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Thế nhưng mùa thu thường gợi cho Quyên những tâm trạng. Đó là điều khiến cho cô luôn không phân định được vui buồn như giữa hai màu áo Quyên ưa mặc, màu đen và màu hoàng yến. Những ngày buồn, Quyên chỉ cứ màu đen mà mặc, còn màu hoàng yến là những lúc trong lòng cô có chút yên tĩnh và lóe lên một tia ấm áp hay niềm vui nho nhỏ. Những cuối chiều đón con, Quyên đạp xe trên con phố quen thuộc với thói quen lất phất trên vai chiếc khăn voan màu nắng nhẹ. Minh bảo trông Quyên như một vệt nắng nhỏ nhoi hiu hắt, đơn độc giữa bề người rộng lớn, lòng thương cảm, rồi nhớ, rồi yêu. Công bằng mà nói, Minh thua kém chồng Quyên về mọi thứ và nhỏ hơn Quyên 2 tuổi. Thế mà Quyên đã bị anh dẫn dắt và cứ thế mê đi. Hay Quyên bị những cảm xúc mới lạ hấp dẫn mê dụ. Lời yêu đương ấm áp ngọt ngào khiến Quyên say đắm, quên hết những sự e dè sợ hãi. Cứ như đến lúc quen Minh, Quyên mới nhận ra giữa cô và chồng luôn thiếu hụt lời nói yêu thương, cử chỉ ân cần. Và như cây khô cạn nước, những câu hỏi thăm, một chút ân tình của Minh đã đủ làm cô òa vỡ. Như chạm vào thẳm sâu, hình như Quyên đã òa khóc vì được quan tâm. Đôi khi Quyên tự vấn, mình yếu đuối thế sao? Cũng phải thôi, Quyên cũng như bao người phụ nữ khác khi biết chồng mình có người phụ nữ bên ngoài. Càng yếu đuối, Quyên càng cố giấu mình, càng cố tạo cho mình một cái vỏ bọc rằng mình luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng. Không một ai biết lòng cô vụn vỡ, tan nát như thế nào. Kể cả Minh. Minh luôn nghĩ Quyên may mắn có được người chồng chu đáo, gia đình tử tế. Những âm thầm say đắm với Minh khiến người đàn bà nhu mì trong Quyên bay biến đâu mất. Chỉ còn lại sự mãnh liệt trào dâng. Một ngày không nhắn tin cho nhau, hai người cứ như ngồi trên ghế điện, nhấp nhổm với những thắc thỏm vì sao. Dù chỉ cách nhau con đường vào ô cửa sổ, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở những cuộc gọi và tin nhắn. Và biết đâu, Phương sẽ không biết gì nếu không có một ngày. Căn phòng tập thể 16m2 chật chội được Phương cơi nới thêm một phòng phía sau, chuyển phòng ngủ vào đó, còn phòng ngoài dành làm chỗ sinh hoạt chung. Cái phòng phía sau ấy vô tình trở thành chốn địa đàng cho hai kẻ vụng trộm. Chiều ấy, nắng đã nhạt, Phương về quê dỗ ông, theo kế hoạch thì hôm sau mới về. Quyên bận trực ca sáng, thêm cả việc học của con nhỏ nên không đi cùng được. 2 giờ chiều, Quyên về đến nhà, còn hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ đón con.
đang định dọn dẹp lại một vài thứ thì Minh đến. Biết Phương không có nhà, Minh như mạnh dạn hơn, tự tay khép cánh cửa rồi ôm xiết lấy Quyên, nồng nàn những nụ hôn khát bỏng. Chút sợ hãi ngại ngần trong Quyên như bị cuốn đi bởi vòng tay siết chặt, ánh mắt cuồng si, nhiệt tình của Minh. Phương về đột ngột, cánh cửa khép hờ càng như thúc giục anh sau một ngày xa nhà. Anh chết đứng như trời trồng khi nhìn thấy Quyên và Minh đang ở trên chiếc giường của mình. Gì thế kia? Phương thốt lên. Trong một giây, Phương hiểu ra cái thực tế đang hiển hiện. Hai tay nắm siết chặt, đấm thẳng vào cánh cửa, lao nhanh ra ngoài. Sau phút hoảng loạn, Quyên sực nhớ việc đón con. Vừa đến nơi, đã thấy Phương dắt tay thằng bé ra khỏi cổng trường. Quyên cứ thế, lầm lũi đạp xe theo sau, lòng ngổn ngang tâm trạng. Về đến nhà, nhìn thấy Quyên, thằng bé chạy ào đến để bi bô những chuyện ở lớp như mọi ngày. Phương hầm hầm lao tới giằng lấy thằng bé. Cút đi, cô cút đi cho khuất mắt tôi. Mắt Phương ngầu đỏ. Quyên quỳ sụp xuống, phủ phục lên bàn chân của Phương. Em biết lỗi rồi, em xin anh tha tội, em xin anh. Bố ơi, đừng đuổi mẹ đi. Ruột gan Quyên như xé, hai chân chôn cứng ngay bậc cửa, nhìn con trai gào khóc thảm thiết. Nó mới gần 6 tuổi, đôi mắt mở to ngập nước, hết nhìn bố rồi nhìn mẹ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em biết em là người phụ nữ không ra gì, anh cứ việc căm ghét em, nhưng xin anh, con còn nhỏ dại, xin anh cho em ở lại chăm sóc cho con khôn lớn rồi. Tay Quyên tuột khỏi con khi Phương giận dữ hắt vào cô ánh nhìn khinh bỉ miệt thị. Cô nằm mơ hả? Thứ đàn bà lăng loảng như cô làm gì có đủ tư cách mà nuôi dạy con. Phương lúc ấy như là con thú bị thương, cố giữ lại thứ thân yêu ruột thịt cuối cùng của mình. Đêm đó ở phòng ngoài, Phương như con thú bị nhốt lồng, vừa nằm xuống lại bật dậy, vật vã rũ rục. Gần sáng, Quyên nghe tiếng nấc nghẹt. Lần đầu tiên Quyên nghe thấy chồng khóc. Hôm sau, Phương tháo sim điện thoại di động của Quyên, cắt dây điện thoại để bàn, bắt Quyên xin nghỉ việc rồi cấm cửa trong nhà không cho ra ngoài. Đến ngày thứ ba, Liên, người đàn bà là vợ Minh gõ cửa. Phương đi làm, Quyên không có khóa để mở, hai người đứng nói chuyện với nhau qua song cửa sổ. Mắt Liên sưng húp, gương mặt hốc hác. Tôi xem cô là bạn, là hàng xóm thân thiết, sao lại đối xử với tôi như thế? Quyên sững sờ, run lẩy bẩy. Hóa ra, Phương đã kịp nói cho Liên biết mọi chuyện. Là vì Phương bất lực ư? Hay Phương muốn chính Liên là người trừng phạt Quyên? Quyên không biết, cô không còn đủ tâm trí và tỉnh táo để lý giải. Chỉ còn một nỗi xấu hổ, tủi thân, nhục nhã, xâm chiếm ngập lòng. Tôi tưởng chị hiền lành, ngoan đạo lắm, hóa ra. Mà không hiểu sao, tôi lại không thể đánh ghen chứ. Nhìn chị, tôi không làm được. Liên nói một hơi, Quyên như người bị cấm khẩu, cứ cúi mặt, mặc nước mắt rơi lã chã. Ngày Quyên nghe tin Minh bán nhà từ một người hàng xóm, cô không nói được lời nào. Mấy chị hàng xóm đang tụ tập bàn tán, nào tiếc quá, giao giá rẻ quá. Mà sao đang yên đang lành thế lại bán nhà đi nhỉ? Mà chưa phải có nhà mới đâu, nghe đâu đi thuê trọ bên kia cầu đấy. Quyên cúi mặt lùi nhanh ra khỏi đám ấy. Đồ đạc, tủ giường được khiêng ra chất lên chiếc xe tải. Con trai Quyên đi học về nhìn thấy cảnh ấy, nó hào hình chạy vào nhà. Bố ơi, nhà chúng Minh bán rồi, họ chuyển đồ đi cả rồi. Ờ, bán cũng phải thôi, đi chỗ khác sẽ được yên ấm hơn. Nhưng mà tiếc bố nhỉ, nhà đó đẹp thế, nhiều cái cảnh nữa. Có nhiều người tiếc lắm con ạ. Quyên biết Phương đang mát mẻ nên vờ như không để ý, lặng lặng thay quần áo đi bộ thể dục. Công viên sát bờ sông rười rượi gió, lòng Quyên rười rượi buồn. Đi bộ chỉ là cây cớ để ra khỏi nhà lúc ấy. Quyên đến bên bậc tam cấp kẻ đá ngồi bệt xuống, cảm nhận từng neuron thần kinh xấu hổ, ân hận, xoay qua xoay lại. Hơn ai hết, Quyên hiểu việc Minh quyết định bán ngôi nhà đó không hề đơn giản. Hẳn là anh cũng đã đau đớn dằn vặt, thậm chí cả sự chịu đựng dày vò âm thầm của vợ mỗi khi nhìn thấy bóng Quyên thấp thoáng đi về qua ô cửa sổ. Ngày chuyện chưa xảy ra,
vợ Minh thường nói với Quyên rằng, ở nhà em, ô cửa sổ này quyết định luồng sinh khí của cả nhà, là nơi lưu thông không khí, nhất là vào mùa hè. Thế mà sau hôm xảy ra chuyện, ô cửa sổ luôn đóng kín mít. Nhưng mỗi bận qua về, cảm giác sau gáy mình nóng gian, Quyên biết qua khe cửa đang có một ánh mắt dõi theo. Bao năm rồi, Quyên và Minh không nói chuyện. Lỡ có chạm mặt nhau thì hoặc lơ đi, hoặc chỉ chào nhau qua ánh mắt. Những tưởng mọi chuyện đã lắng xuống và ai cũng tự cân bằng tìm sự yên ổn bên trong gia đình mình. Nhưng không, giờ thì Quyên biết bên trong sự im lặng ấy ngấm ngầm những cơn bão, đủ để Minh quyết định rời bỏ nơi ở gắn bó nhiều năm. Cũng như Phương, chưa bao giờ anh quên chuyện cũ. Mấy hôm trước, Phương đi công tác, 10 giờ đêm Quyên gọi nhưng anh không nghe máy với lý do đang bận nhậu. Cảm giác bất an, tâm trạng khó chịu đã mấy hôm, Quyên quyết định nói ra suy tư của mình với chồng, mong được chia sẻ hay một lời trấn an. Nhưng hóa ra, thứ Quyên nhận được là ngược lại. Sau vài lời qua tiếng lại, Phương đáp trả bằng những lời cay đắng. Cô quên là cô đã theo trai, là theo thằng hàng xóm mà. Còn vợ nó ngu nên không làm gì cô. Nhưng hai đứa con nó thì không đâu. Nó lớn rồi, nó biết hết đấy. Nên mới bán nhà, bật xới khỏi chỗ này đi xứ khác đấy. Thế nên cô không có quyền kiểm soát tôi. Điện tắt, bóng tối không soi rõ mặt Quyên tái dại đi. Quai xương hàm cứng lại. Hình như có một lưỡi dao nhọn đâm vào ngực cô, buốt nhói. Mãi rồi Quyên và Minh cũng gặp nhau cứ như là tình cờ. Cuộc liên hoan tổng kết cơ quan cuối năm kết thúc khá muộn. Nghĩ đến lúc về nhà, mở cửa, Quyên sẽ một mình hoang lạnh trong ánh điện sáng choang bởi giờ này Phương chưa về. Chưa bao giờ Quyên có được cảm giác Phương mở cửa chờ cô cho dù cô có về muộn đến mấy. Co mình trong chiếc áo phao bọc kín, Quyên tha thần đi dọc bờ sông. Trời mùa đông lạnh buốt, công viên thương người. Thấp thoáng bóng đàn ông theo sau, luôn sự khoảng cách. Quyên dùng mình, thoáng chút sợ hãi, đôi lần bước hụt, cố định thần, hít một hơi thật sâu rồi dừng lại đứng tựa vào thành lan can. Cũng vừa lúc Quyên nhận ra, người đó không ai khác, chính là Minh. Căn phòng không rộng lắm, nhưng tiện nghi khá đầy đủ ấm áp. Minh dìu Quyên bước qua phòng khách, cửa phòng ngủ mở sẵn, chân khựng lại. Quyên nhìn chân vào chiếc giường trải ga màu xanh nhạt, chợt lướt qua trong đầu rằng mình sẽ như thế nào khi bước qua cánh cửa này, một lần nữa ngã lòng cùng Minh. Minh như đọc thấu tâm can của Quyên, anh dán vào cô ánh mắt nửa đắm đuối, si mê, nửa cảm thông chia sẻ. Em khổ lắm phải không? Anh vẫn thường nói, em là một phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ để chịu đựng chứ không đủ mạnh mẽ để phá bỏ những rào cản. Liệu em còn chịu đựng được bao lâu nữa? Chuyện giữa chúng ta đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Em chưa bao giờ có ý định phá bỏ cuộc hôn nhân của mình. Nhưng chồng em có hiểu cho em không? Nếu có, đã không để em cô đơn như thế. Mọi thứ đều có giới hạn, anh ấy rồi cũng sẽ nguôi thôi. Giới hạn, tùy thuộc vào sự ích kỷ của mỗi người để mà xê dịch hay nới lỏng. Nếu em quá mệt mỏi, anh chờ. Quyên bối rối, tránh đi ánh nhìn của Minh. Không, em phải về. Quyên chuột người ra khỏi cánh tay của Minh, vừa chạy ra khỏi ngôi nhà. Cách đây ít phút, cô đã bước vào như bị thôi miên. Hơi buốt làm Quyên bừng tỉnh. Gió ù ù như rủ rỉ bên tai. Làm gì có chuyện, có một người đàn ông là Minh của ngày xưa chờ đợi cô ở cái tuổi U50 hả Quyên? Em là người phụ nữ mâu thuẫn nhất mà anh từng gặp. Anh đã không kiềm được lòng khi gặp em. Cũng tại ở em toát ra những thứ ít ai có. Một chút ngọt, một chút cay, một chút thanh mát và có một nội tâm khiến ai cũng muốn tìm hiểu. Có thể đó là lời nói thật của Minh, nhưng thiếu gì người có tính cách như thế, tâm hồn như thế và trẻ hơn Quyên. Minh chọn Quyên sao? Tốt đẹp gì người đàn bà ngoại tình chứ? Như Minh và vợ đấy thôi. Phá víu thế rồi, hai người cũng chia tay mỗi người một hướng. Quyên muốn nói điều đó với Minh, nhưng sao cứ có gì đó nghẹn ứ ở cổ. Mình đã bộc bạch những sự uẩn khúc khổ đau của đời mình,
tìm ở Quyên một sự đồng cảm chia sẻ. Còn Quyên thì sao? Quyên đóng vai một người đàn bà tử tế, đoan trang, hạnh phúc để đối đãi với Minh Ư. Không hẳn thế, nhưng Quyên đã không đủ can đảm tự thú với mình rằng cô cũng đã sống một cuộc đời thường, vừa đúng vừa sai, vừa đau khổ tội lỗi, vừa gieo cay đắng cho người khác. Đường về nhà xa quá, hay Quyên không còn đủ dũng khí để quay về cái nơi cô đã sống, đã yêu, đã vui, đã buồn bằng những cảm xúc của Phương? Là Quyên ủy mị, nhu nhược và yếu đuối, hay vì cô đã yêu chồng hơn chính bản thân mình? Quyên cứ âm thầm đau đớn tự hỏi, đã không còn tôn trọng nhau, hễ bất đồng chuyện gì là Phương nặng lời mạt sát, sao không ly hôn đi cho xong, hành hạ nhau thế làm gì? Nhưng rồi Quyên nghĩ tới con, đã có lúc Quyên thấy mình không thể chịu đựng nổi, đã thốt ra trong cay đắng, anh bỏ em đi, ly dị đi. Và Phương bao giờ cũng điệp khúc, để cô thoải mái cặp bồ chứ gì, đâu có chuyện dễ dàng thế. Phương trừng phạt Quyên chăng? Hay đó là cách mà Phương cũng muốn giữ cái vỏ bọc cho con? Càng trưởng thành, Quyên càng thấu rõ có những mất mát không bao giờ lấy lại được. Quyên hiểu vì sao Phương không muốn sinh thêm con, vì sao nhiều năm qua hiếm có một cuộc ân ái vợ chồng đúng nghĩa, mà chỉ là sự hứng khởi bất chợt của anh sau những cuộc rượu, hay một sự ban phát nhạt nhẽo chủ yếu thỏa mãn nhu cầu của một người đàn ông. Quyên cứ tồn tại bên Phương đúng nghĩa như một quán tính, một thói quen. Quyên vui hay buồn, Phương đều không quan tâm. Mọi cảm xúc, suy nghĩ của Quyên anh không để tâm đến. Có những chuyện khiến Quyên bị căng thẳng, có những lúc Quyên mệt mỏi, chán nản, trong đầu luôn thường trực những suy nghĩ tiêu cực, gần như bị trầm cảm, thì cũng chỉ mình cô tự gồng lên để cân bằng. Không biết bao nhiêu lần, tim Quyên thắt lại, cả vùng ngực trái nhưng nhức, mỗi khi nhớ tới những lời Quyên nói trong các cuộc cãi vã. Cuộc đời tôi cay đắng vì phải sống với một người như cô mà không ai biết. Cô cặp với thằng hàng xóm khiến gia đình nó phải bật xới khỏi nơi này. Còn chưa biết bao nhiêu gia đình nữa tan nát vì cô. Cô không biết hay cố tình không biết. Tôi sống với cô chỉ là vì đứa con trai đáng thương. Đấy không phải lần đầu anh từng dằn tiếng một như thế. Lần nào Quyên cũng cảm thấy như có bàn tay đang nắm muối chà sát lên vết thương, sát buốt, lịm đi từng cơn. Hình như đã có hơn một lần, Quyên gần như cầu xin Phương đừng làm nhục cô như thế nữa. Cô đã phạm sai lầm và chưa bao giờ quên điều đó. Phương im lặng, hình như đêm đó, giữa thức ngủ, Quyên mơ màng cảm nhận có một vòng tay quàng qua mình, siết nhẹ Quyên sát vào khuôn ngực ấm nóng. Nhưng chỉ một lúc, Quyên nghe tiếng thở dài thườn thượt, rồi cánh tay lỏng dần, Phương chờ người quay lưng lại. Ngày đó, con trai Quyên 16 tuổi, không hiểu hết ngọn nguồn gốc khuất của người lớn. Giờ nó đã 20, thỉnh thoảng nó buồn vui bất chợt với triệu chứng trầm cảm. Có lẽ việc chứng kiến cơn cuồng nộ của bố và sự thảm hại của mẹ đã như một cơn rung chấn hẳn sâu trong tâm trí của nó. Ý nghĩ ấy khiến Quyên như một tội đồ đã không làm tròn thiên chức là người mẹ đổ đốn, và không ai khác, chính con trai cô đang chịu hậu quả. Mỗi lần Quyên và Phương cãi nhau, nó im lặng, trùm kín chăn lên đầu. Và xung quanh, dù không cố ý, thì hàng xóm cũng nghe không sót từ nào. Quyên cảm thấy nhục nhã và xấu hổ đến mức không muốn gặp gỡ, giao tiếp với ai. Nhưng sự chịu đựng đó không đáng là gì khi đứa con trai tội nghiệp nhìn mẹ với đôi mắt ơ hờ, không biểu cảm. Điều này khiến Quyên đau. Nỗi đau đàn bà, nỗi đau người mẹ. Quyên cứ sống như thế, bên Phương, bên con. Dù biết từ sau lần Phương chứng kiến cảnh cô và Minh trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng, cô đã mất đi quyền được tôn trọng, mất đi quyền của một người vợ bình thường. Đêm mùa đông, thành phố đẹp và buồn. Hai hàng xà cừ cổ thụ bên đường gồ lên những gốc rễ xù xì như lưng cá sấu. Lá vàng rơi phủ kín đường đi, khiến con phố như được trải một tấm thảm vàng. Quyên nghe tiếng lá lạo xạo dưới chân như ở một thế giới nào đó. Giống như người phụ nữ xuân sắc, trong lòng chất chứa những điều u uất. Ánh đèn đường hắt soi gương mặt Quyên nhợt nhạt, tái dần đi vì lạnh. Tâm trạng trống rỗng, cõi lòng hoang lạnh,
chân bước vô định. Chợt luồng sáng từ chiếc ô tô đối diện rọi thẳng vào mặt, rồi cả người Quyên như bị hất tung lên. Trước lúc lịm đi, hình như Quyên còn kịp nghe một tiếng hét thất thanh là của chính cô hay của ai đó. Có tiếng lao sao, máu chảy nhiều quá, chắc không kịp nữa rồi. Có ai biết thì gọi người nhà đi. Người nhà, người nhà. Hai tiếng người nhà như chợt đánh thức những gì ấp ngủ đã lâu. Loang loáng như một giấc mơ, Quyên thấy mình ra qua con phố, rồi đăm đăm nhìn chiếc áo khoác màu be trông rất hợp với dáng người Phương. Nhoáng cái lại thấy mình đang trong căn phòng 16 m², thấy con trai cười như nắc nẻ. Quyên nói với Phương, bác sĩ bảo bệnh con mình không cần uống thuốc mà chữa bằng phương pháp tâm lý. Lại kia, Phương đang rũ rục, Quyên gọi, anh ngẩng lên, nước mắt đầm đìa. Quyên đưa tay để lau nước mắt cho anh thì bắt gặp đôi mắt lạnh lùng, hằn lên những tia máu, ẩn hiện bóng con trai bé nhỏ lên 6 đang gào khóc. Từ trên phòng kê cao nhìn xuống, đám người xuống đến đông dần, toàn những gương mặt lạ lẫm. Quyên nằm đấy, đôi môi khô khát, đèn vàng hiu hắt. Quyên tìm mãi, kia rồi, Phương đã đến và ôm lấy Quyên, gào khóc thảm thiết. Gương mặt tái nhợt của Quyên ửng dần và đôi môi cũng như đang hé một nụ cười.